Vâng, xin chào các bác ở bên kia xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình Mountain Bike đến từ thương hiệu Mỹ, Castleline, một trong những dòng xe đạp thể thao đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ, Castleline, model Castleline Mica. Đây là cái mẫu đầu tiên được cửa hàng anh em với cái model Mica. Dòng Mountain Bike địa hình thì thường các bác thích đi những dòng xe địa hình cao cấp và đến từ thương hiệu tên tuổi thì đây là một sự rất là tốt. Castleline nhé, bác ở lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái model của xe, model Castleline Mica. Đấy là tông màu rất đẹp, tông màu xanh trắng. Và lần này em về xe cũng còn rất là mới. Bây giờ xin mời các bác ở lên chiếc xe. Vâng, các bác ở lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái mẫu Castleline Mica Sport. Các lên Google gõ chữ Castleline Mica Sport thì hiện lên rất nhiều trong rất của Castleline. Đây, những cái model của dòng Mica Sport ra đời những cái năm sản xuất của nó, rất nhiều cái model của xe Mica Sport, trong đó có mẫu model nhà em với cái tông màu xanh trắng. Đây các nhá, chiếc này hiện tại bên cửa hàng bên website bên thị trường Mỹ đã bán rồi, cũng là tông màu xanh trắng này, còn rất nhiều màu sắc khác nhau. Bác phải lên video trên mạng tìm hiểu thêm. Đây là website của chính hãng của Castleline, castleline.com đây. Đây là cái model Castleline Mica, tông màu đen. Và trên khu vực đây là cái mẫu Castleline Mica Sport mà em vừa giới thiệu qua ở bên trên video. Xe đến từ thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng. Rất nhiều bác yêu thích những dòng thương hiệu Castleline Edward, Castleline Sport. Nhắc đến xe thể thao thì hãng Castleline là luôn luôn đứng đầu thương hiệu Mỹ luôn đó. Xe làm từ hợp kim nhôm, khung nhôm với tông màu chủ đạo tông màu trắng kết hợp giữa màu xanh lần đen, chỉ đen trên khung xe rất là nổi. Còn này về này em vé một chiếc xe còn rất là đẹp, hình thức rất là tốt. Dành cho bác ưa thích những thương hiệu cao cấp. Xe đã còn rất là mới. Cổ phút ghi đông chính hãng ở Trung Hoa Ti. Cổ phút ghi đông với bản theo xe. Tay lắm được người chơi sử dụng tay lắm và rô pam, tay lắm hiệu hệ cùng cao cấp. Và xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Đằng trước sử dụng với phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano DOD. Xe trang bị với full group Shimano DOD luôn nhé. Từ tay bấm xả và đến cục phanh chính hãng của Shimano DOD luôn, cao cấp. Bên phải em được sử dụng với cái tầng đĩa chính hãng của bên đây với Shimano DOD. Và cục phanh sau được sử dụng với cục phanh dầu, có sử dụng với cục phanh Shimano DOD. Được trang bị với khóa hình thức thân tay. Khóa thân tay nó rất tiện lợi đấy các bác. Dòng xe hình cao cấp thường được sử dụng khóa thân tay. Đằng trước sử dụng với giảm sóc hơi cao cấp. Đây là trụ sả xả e các bác, bơm me và xả e an toàn tuyệt đối của ABS. Giảm sốc xăng tua piston, giảm sốc cao cấp, giảm sốc hơi. Đằng trước sử dụng với vành nhôm may carbon bạc đạn, vành nhôm cao cấp chính hãng với bản theo xe. Sử dụng lốp Maxim, kích thước lốp 26 x 1.95, lốp còn rất là mới, không nhìn thấy lốp xe cũng còn rất là mới luôn, xe rất là ít sử dụng, rất là ít về được một chiếc Castleline được cái độ đẹp và tương đối nhảy không nhá. Sử dụng nguyên group full group Shimano DOD, phanh dầu của Shimano DOD luôn, may carbon, hộp yên nhôm chính hãng của Castleline,
in nguyên bản theo xe, in là Samly, Samly đó nhá, in hiệu cao cấp mà. Xe sử dụng với đùi lưỡi trục rỗng của Shimano DOD, trang bị với 3 tầng đĩa, củ đề sau là củ đề Shimano DOD. Trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa cho một sản phẩm của xe 30 tốc độ. Mayer sau là Mayer carbon, Mayer carbon, vành nhôm, phản quang theo zin theo xe. Lốp sau sử dụng lốp bóc xít, Mayer hoặc cả khối đổ băng nhá. Mayer hoặc cả. Nhà rất là đẹp. Mua đủ sẽ là Petrolite Vika Sport. Và bây giờ xin mời chúng ta đứng của khung xe. Và chúng ta đứng của khung xe là size 45. Chiều ngang khung là size 54. Thì có bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 liver. Chả trang bị với 10 tầng lít. Khung là đúc Shimano DOD lên lít thôi. Số lít. Phải ăn vào 3 phần đĩa, đùi đĩa trục rỗng, cuốn đĩa, lên đĩa, rất là ngon. Bác nào ưa thích cũng thương hiệu cao cấp, dòng xe thể thao mountain bike, trên tuổi thì đây là một lựa chọn các bác rất là tốt. Mẫu Petrolite Mica với tông màu sáng nhé, tông màu xanh trắng. Và đây là đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Petrolite đến từ thương hiệu Mỹ, model Mica Sport, xe trang bị với full group Shimano DOD, đến phụ phanh dầu cũng là phụ phanh dầu của Shimano DOD luôn, giảm sóc hơi, may carbon. Và xe giá tốt bên nhau là 12.8 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm về liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube Kênh Xe Đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại chương trình ngày mai.